Thưa quý vị và các bạn, sau khi sắp nhập giữa Đảng Bộ Khối các cơ quan và Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng Bộ Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, kiện toàn bộ máy hoạt động với phương châm, phát huy truyền thống, xây dựng Đảng Bộ Khối Cơ quan Doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Khối đang chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực. Trong chuyên đề Đảng trong cuộc sống số tháng 2 năm 2020 của Đài phát thanh truyền hình Lào Cai, chúng tôi đề cập tới nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đây là hình ảnh về buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối doanh nghiệp qua các thời kỳ vừa được Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Những buổi gặp mặt như thế này không chỉ là dịp tri ân đóng góp công hiến của các thế hệ lãnh đạo đi trước, mà đây còn là diễn đàn để những cựu lãnh đạo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng Đảng từ đó giúp cho các thế hệ cán bộ đảng viên đang công tác tại Đảng ủy khối ý thức hơn được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình cùng chung sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với Đảng bộ khối thì từ lúc còn mới được thành lập cho đến nay thì Đảng bộ khối đã được giao những nhiệm vụ và các nhiệm kỳ đại hội và chuẩn bị là đại hội lần thứ 24 thì Đảng bộ khối cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đảm bảo góp phần vào cái sự nghiệp chung của cả nước cũng như của tỉnh trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế chung. Qua nhiều lần sắp xếp tổ chức lại bộ máy, điển hình là mới đây nhất, năm 2019, việc hợp nhất giữa hai mô hình đảng bộ khối cơ quan và đảng bộ khối doanh nghiệp là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của một mô hình tổ chức đảng mang tính đặc thù. Chính vì vậy, việc phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Thứ nhất đó là cũng tập trung lãnh chỉ đạo để tăng cường đổi mới cái phương thức lãnh đạo, rồi tác phong, rồi cái phong cách lãnh đạo của các cái chi đảng bộ cơ sở với cái phương châm đó là trên trước rồi dưới sau, trong trước, ngoài sau và nói phải đi đôi với làm. À, cái thứ hai thì với ban thường vụ đồng ủy khối thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành cái thông chi 05 về cái tiếp tục nâng cao hơn nữa cái vai trò của cấp ủy cơ sở Hiện Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Lào Cai có 92 tổ chức cơ sở đảng, gồm 45 đảng bộ cơ sở, 47 chi bộ cơ sở với 5089 đảng viên. Trên thực tế, hoạt động của hai khối cơ quan và doanh nghiệp có những đặc thù riêng. Nếu như khối các đơn vị hành chính sự nghiệp, mô hình hoạt động khá ổn định, đội ngũ đảng viên đông được đào tạo bài bản, vững vàng về lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ chuyên sâu thì đối với khối doanh nghiệp Do đặc thù sản xuất kinh doanh nên có lúc có nơi công tác xây dựng đảng nói chung, việc phát triển đảng viên mới hay thành lập chi bộ độc lập lại gặp những khó khăn nhất định. Xác định rõ thực trạng này, ngay sau sắp nhập, Ban Thường vụ Đảng Bộ Khối đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp trong việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp nhiệm vụ chính trị mới. Trong đó, Đảng Bộ Khối đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, chú trọng xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên mới thuộc khối các doanh nghiệp, Thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức 12 buổi làm việc với lãnh đạo cấp ủy các doanh nghiệp trong khối để nắm tình hình và định hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc của cấp ủy cơ sở. Đồng thời quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi đảng bộ ở loại hình doanh nghiệp. Do đó công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, không chỉ lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận cao mà công tác Đảng cũng được đặc biệt quan tâm điển hình như tại Đảng Bộ Bưu điện tỉnh Lào Cai với 54 đảng viên, 4 chi bộ. Tại đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám đốc, công tác giáo dục chính trị xây dựng quy chế làm việc khoa học, đồng thời khuyến khích đảng viên gương mẫu đi đầu, làm gương cho mỗi viên chức người lao động noi theo được chú trọng. Đối với khối các cơ quan, nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên cũng được chỉ đạo thực hiện trong đó trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải xây dựng do đặc thù đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp nhân dân, Đảng ủy sở xác định việc học tập bác về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đến đề xuất kiến nghị của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Từ tinh thần này, các thủ tục hành chính đều được đội ngũ cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy định đặc biệt không để xảy ra bức xúc hay khiếu nại từ phía người dân. Với cái số lượng cái thủ tục hành chính lớn như thế, thế nhưng mà khi các cái phòng ban đơn vị, các cái đảng của cơ sở đã chỉ đạo ấy thì là chúng tôi không để cái thủ tục nào bị chậm, trễ, hạn hoặc không gây bức xúc về là cho nhân dân. Hiện nay, một nội dung quan trọng đối với công tác xây dựng đảng cũng đang được đảng bộ khối quan tâm chỉ đạo, đó là thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 28 của Ban Bí Thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, giả soát sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Kết quả năm 2019 đã tiến hành giả soát sàng lọc đảng viên tại 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giả soát đảng viên tại 16 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc, đã xóa tên trong danh sách đảng viên 3 trường hợp, Đảng ủy khối cũng chỉ đạo yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đã thành lập các tổ công tác đi dự sinh hoạt tại chi bộ cấp ủy cơ sở. Riêng Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã dự sinh hoạt đối với 24 đảng ủy, 3 chi bộ cơ sở và 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thành lập tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy khối nắm tình hình hoạt động ở 92 trên 92 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các hoạt động này nhằm chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đồng thời đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trực thuộc. Đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các tổ chức nòng cốt như Đoàn Thanh niên, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tham mưu, có những đóng góp quan trọng tích cực vào sự phát triển chung. Điển hình như Đoàn Thanh niên khối, bên cạnh các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, tặng quà, khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người già và trẻ em thì công tác phát triển đoàn viên được chú trọng. Đến nay, toàn đoàn có 68 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với trên 6.465 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, công tác đoàn tham gia xây dựng đảng được quan tâm, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng tiếp tục đạt kết quả tích cực đối với cái nhiệm vụ đoàn tham gia xây dựng đảng chính quyền nhân dân trong những năm qua thì được xác định đây là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tuổi trẻ đoàn khối tính riêng trong năm 2019 toàn đoàn khối đã giới thiệu được 174 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng và cử đi học các cái lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng trong đó thì rất là vinh dự khi 128 đồng chí trong năm 2019 đã được kết nạp vào tổ chức đảng phát huy truyền thống đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Khối, toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng Bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, Đảng Bộ Khối đã lãnh đạo hoàn thành 18 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó có 3 chỉ tiêu nghị quyết vượt mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng Bộ Khối. 5 chỉ tiêu còn lại tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành vượt mức trong năm 2020. Riêng các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, năm 2019 có trên 95% các tổ chức cơ sở đảng, 95% đảng viên thuộc đảng bộ khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng bộ khối nhiều năm liền đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá trong thời gian vừa qua đã, đã hoàn thành rất là tốt các cái nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời công tác xây dựng Đảng thì đã được quan tâm chỉ đạo cũng rất là tốt. Uhm nhiều các chi đảng bộ thì duy trì từ việc ra nghị quyết, từ việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ rồi sinh hoạt chuyên đề cũng rất là chủ động và đảm bảo được theo đúng các quy quy định. Phát huy kết quả đạt được, Đảng Bộ Khối Cơ quan Doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đồng thời thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên thường xuyên tự soi tự sửa, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, lãnh đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là một trong những đảng bộ tiêu biểu thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.